Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn game giải bài 156 ở trang 64 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau, rút gọn A 7 x 25 trừ 49 phần 7 x 24 cộng 21. Như vậy ở đầu tiên câu A thì chúng ta sẽ phải rút gọn phân số mà người ta đã cho. Đầu tiên chúng ta sẽ có như sau, cô nhận thấy rằng 49 và 21 của cô có thể phân tích ra thành 7. Như vậy Chúng ta sẽ bằng như sau. 7 nhân với 25 trừ 49 sẽ là bằng 7 nhân với 7 phần 7 nhân với 24 cộng với 21 sẽ là 7 nhân 3. Như vậy ở trên tử của cô cô sẽ rút 7 ra ngoài thì ở trong sẽ là 25 trừ 7 Phần dưới mẫu cô cũng rút 7 ra ngoài thì sẽ là 24 cộng với 3. Như vậy chúng ta thấy rằng 7 phần 7 thì chúng ta sẽ rút gọn cho nhau hết. Như vậy chỉ còn 25 trừ cho 7 là bằng 18. Phần 24 cộng 3 là 27. 18 phần 27 của chúng ta có thể chia hết cho 9. Chia cả tử và mẫu cho 9 thì sẽ là bằng 2 phần... 3 Như vậy chúng ta vừa xong câu A Chúng ta sẽ sang câu B 2 nhân với âm 13 nhân 9 nhân 10 Phần âm 3 nhân 4 nhân âm 5 nhân 26 Như vậy để giải được câu B Thì các em có thể làm như sau Chúng ta sẽ phân tích hết các số này về số nguyên tố Đầu tiên cô sẽ có 2 nhân với âm 13 giữ nguyên Vì hai số này là số nguyên tố 12, 2 và 13 là số nguyên tố 9 của cô sẽ là bằng 3 nhân 3 nhân 10 là 2 nhân 5 phần âm 3 giữ nguyên 4 sẽ là 2 nhân 2 nhân với âm 5. 26 của cô sẽ là bằng 13 nhân với 2. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn tử và mẫu. Đầu tiên ở trên tử của cô là 2 số 2 ở dưới mẫu là 3 số 2 Như vậy 2 số 2 ở trên tử hết Còn 1 số 2 ở dưới mẫu 3 và 3 và 3 cũng chia cho nhau hết 5 và 5 cũng chia cho nhau hết Như vậy ở trên tử còn 1 số 3 và 10 13 với 13 cũng hết Do vậy ở trên tử của chúng ta chỉ còn lại số 3 Phần Vì ở đây chúng ta có thể thấy rằng ở trong bài này của chúng ta là có 3 dấu trừ. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ phải là số âm. Dưới mẫu của chúng ta là vừa rút gọn 3 cho 3 là hết. 2 và 2 là hết. Còn một số 2. 5 và 5 là hết. Như vậy sẽ là còn 2. Vậy cô vướng dẫn các em giải xong câu B ở trong sách giáo khoa.